Dạ xin chào quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh Bagina. Thì hôm nay nhóm của tụi em có nhận được một cái cuộc gọi khẩn cấp từ người dân ở huyện Mỹ Tú, ở tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì đến đây để chia sẻ khẩn cấp một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt của một người cô đang mắc một căn bệnh rất là nặng đó cả nhà. Nghe đâu thì gia đình đang gặp rất là nhiều khó khăn, cũng không có chi phí để đưa cho cô vào bệnh viện nữa cả nhà. Đó, thì hôm nay thì nghe được thông tin này thì anh em cũng tức tốc đến nơi để tìm hiểu xem cái câu chuyện này là như thế nào cả nhà. Thì anh em cũng mới vừa đến nơi cả nhà ơi. Nó thì trước màn hình đây là căn nhà này, không biết phải của cô nữa cả nhà. Bây giờ mình đi vào đi. Đi vào mà hỏi thăm. Mà sao thấy ấy sình đồ quá trời. Xấu quá vậy, xấu rồi. Quá trời. Sình thục sình đi thôi dạ. Vậy xấu. À đất này đó. Con chào mấy cô nha. Con chào mấy cô. Chào mấy cô. Dạ. Dạ. Chào mấy cô. Bị gì mà nấy sình dữ vậy cô? Ngập. Mình nấy cháu luôn hả? Cháu luôn. Ồ, ở đây có mấy cô nè. Ngập luôn hả? Ừ, ngập luôn. Rồi cô cho hỏi thăm chút xíu là hoàn cảnh ở đây là người địa phương mình gọi đến để chia sẻ là hoàn cảnh như thế nào cô? Bà khổ quá trời quá đất rồi, bà không có nhà cửa gì trơn. Rồi chồng thôi mấy chục năm nay rồi, con có nuôi gì đã bỏ luôn. À chồng thì... Bỏ chồng lâu rồi. Ờ, chồng đuổi đi lâu rồi. Rồi con cái không nuôi luôn. Ủa, đuổi đi là sao? Đuổi ra khỏi nhà luôn. Là nhà ở đây luôn hả cô? Hay nhà ở đâu? Nhà, mướn nhà trọ ở Bình Dương. Dạ. Ở tới giờ rồi đau bệnh rồi bán cái số. Dạ. Đi hết nổi về đây tôi nuôi. Cô là gì với... Chị ruột. À là chị ruột. Ở trên kia là bị chồng đuổi. Rồi có đông con không cô? Có hai thằng trai à. Hai người con trai. Rồi con không nuôi luôn. Không. Con cũng bỏ luôn. Bỏ luôn. Là bị gì cô? Bị bệnh gì cô? Bú. Bị bú. Con nghe nói có cái bệnh gì trong người nữa. Có. Khối u gì nữa. Khối u. Khối u ở trong cửa mình. Ồ. Dạ. Bị gì cô? Tử cung. Cô vô đứng kế luôn. Nói lớn lên đi con. Tử cung ngày sớm ở đây. Cô nói lớn lên bị tử cung. Nói đại đi không sao đâu. Nói đại. Cứ chia sẻ để mình cứ bình thường mình có. Bây giờ nó tái phát lại cái nó ra máu. Ờ, bệnh đàn bà. Bệnh đàn bà. À. Trời ơi. Cứ ra máu hoài. À ra máu hoài. Ra huyết. Trời ơi. Rồi giờ là về đây là lâu chưa cô? Cũng là lâu rồi, nửa tháng rồi. Tôi bước về đó. Dạ nửa tháng rồi. Ờ bà đi không nổi. Ngày hôm nay thì nói chung là hàng xóm cũng nhờ tụi con đến đây để chia sẻ là muốn hỗ trợ về cái phần gì cô? Phần cũng như là hỗ trợ cho nó mổ cục bú cho nó lành, nó mạnh cho nó đi bán cái số năng. Muốn mổ cái cục bú đó ra. Gì ghê vậy cô, cái cục bú đó bị lâu chưa mà mổ hay ghê vậy? Họ đã bị mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Bây giờ thêm cái bệnh là cái bệnh ung thư. Ung thư. Cái bệnh ung thư. Ung thư là ung thư phụ nữ hả? Ung nữ. Cái đó là ung thư gì ta? Trứng hả? Ung thư buồng trứng là lấp hết rồi. Bây giờ cứ u ung thư tử cung. Di căn. Di căn. Di căn lại. Di căn lại ung thư tử cung hay gì cô? Tử cung u nang gì đó. Hai cái đó. U nang. U nang. Hả? Giấy ở trên chảnh mà nó bỏ chảnh chưa lấy về mà có chiêu âm ngày qua bản thì đưa giấy rồi. Dạ. Nhà này nhà của cô hả? Nhà nhỏ em thứ ba. Bà già hồi đó, bà già chết rồi. Sao thấy gì tan nát hết vậy? Hết trơn rồi. Bà già ông già chôn ngoài hè kìa. Ồ, chôn ngoài hè. Mới mất hả cô? Mất lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Nhà này lâu rồi. Ồ. Vì bị cô là bị ông xã là cũng như không cho ở nữa. Không, lâu rồi, mấy chục năm rồi. Rồi nên là về đây luôn. Giờ ở Bình Dương, mà mướn nhà trọ ở bán vé số. Rồi bệnh. Bệnh. Bệnh rồi chán rồi đi không nổi tôi mới rước về đây. Ồ. Tôi nuôi. Cô là chị của người bệnh. Chị ruột. Dạ, rồi mượn ở đây số giống này là lên cộng đồng giùm. Dạ. Giúp cho nó mổ cục bú cho nó mạnh. Cô ở đây cô làm gì để sinh sống? Đi bắt ốc. Đi bắt ốc. Ừ. Bắt ốc rồi. Bắt ốc vậy rồi có đủ nuôi em không? Đủ chứ, kệ đi mình có gì ăn đây. Rồi bắt ốc rồi dân lứ rồi đó, vậy lại vậy, chứ không cho chứ không người ta cho. Số tiền cũng cho. Cho. Hỗ trợ phần nào? Cho gạo, cho sóc đồ ăn. Nhưng mà cái phần mà chi phí đi bệnh viện thì không có. Không có. Bắt ốc nghèo tôi không có. Thì chỉ đủ ăn. Đủ ăn thôi, đủ ăn cá mắm gì thôi. Rồi thuốc men giờ sao cô? Thuốc men thì tôi mua thì ở ngoài bác sĩ Dũng á. Dạ. Mua thì người ta không có dám bán cái thuốc, không dám chích. Dạ. Không dám vô nước biển. Có môn đi bác sĩ, đi nằm viện mới được. Dạ. Rồi ông đưa thuốc uống cho khỏe. Dạ. Vậy thôi. Rồi ông chích mũi mạch khỏe thôi. Dạ. Bây giờ hôm qua nay bé yếu lại nữa. Trời ơi. Cứ là mệt hoài. Ừ. Cho ăn cháo không. Đi viện. Ừ, không có tiền. Rồi con trai gì đâu không có gửi tiền về. Không, hồi nào tới giờ. Ở trời. Không có nhào được hả? Không. Tôi không nói dốc đâu, tôi nói ở hỏi sớm là ghiền hết luôn. Trời đất ơi.
để mà nằm giống như nằm đi mà đợi ngày luôn vậy. Ừ, đợi ngày thấy bà neo đơn thấy tôi tính là cũng người ta bài thuốc nam rồi tính uống rồi mai chủ thuốc thầy thôi. Dạ cho nó bà uống. Ờ, uống thuốc nam có uống không, có uống không cô? Chưa, mới bắt đầu cho uống thuốc tây hết đi rồi uống thuốc nam. Tụi con hai thứ nó dồn không sao có sao. Hôm nay anh em thì cũng có đem một phần hai phần thôi mà cho hết rồi, rồi nghe khẩn cấp quá cũng tụi con chạy đến đây á. Tụi con cũng có bà Hà Núi á. Dạ tụi con có để tương nữa tụi con gửi vô cho cô uống thử. Rồi thuốc tây thì mình vẫn uống bình thường. Dạ dạ uống ở Hà Núi với lá rau rũ. Lá rau rũ dạ đúng rồi. Cô có nghe bài đó hả? Có. Bài thuốc đó hả? Bà có uống rồi. Có uống rồi. Uống rồi. À uống lâu chưa con? Uống lá bông đu đủ đực á. Dạ. Bà uống 4-5 kg. Mà không thấy giảm. Còn bà Hà Núi. Hà Núi có uống rồi luôn. Thấy có bớt chịu không? Thấy không có giảm gì đâu. Không phiền giảm chút nào thôi con. Ừ. Ờ có uống rồi nhưng uống rồi. Mà uống thời gian phải dài. Uống lâu à, luôn uống cũng 2 tháng. Dạ. À, mà thấy cái bệnh tình nó không có phiền giảm. Ờ không phiền giảm chân đi không nổi luôn, không có gì chứ. Bà mệt hoài. Là chỉ có uống một loại thôi chứ bà Hà Núi là chưa uống luôn. Cái cây ha. Cái cũ á. Cái cũ á, cũ bự gì nè. Bự bự không à. Bự lớn lớn nè. Rồi sắc ra. Bốn chén còn lại một chén. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lá đủ cũng chắc bốn chén còn lại một chén. Rồi xong không cho uống tiếp đi. Uống tiếp mà bà uống không bớt rồi bà làm cái làm mệt hoài. Không dám chịu uống nữa. À uống vô bị giật đúng không? Rồi giật. Phải gán uống mới được. Không thôi. Bây giờ cứ nằm vậy thôi, không có con cháu gì hết. Bây giờ cô dắt con vô nhà đi thăm cô coi như thế nào. Ở nhà của bà cô ở đâu? Ở nhà xe. Ở sau hè hả? Vô đây. Ở nhà kia nè. Cái cửa chừa cái lỗ đất này á ha. Trời chừa cái lỗ đất để đóng cửa hả? Để đóng cửa rồi. Trời đất ơi cái nhà. Đó cũng như cát thấp đó, giờ nước ngại. Nước vô ngập hết chị. Ngập hết chứ. Dạ. Tình thương. Trong đây thì kia nè. Con chào cô nha. Chào cô. Dạ con chào cô nha. Nằm cái này cả nhà. Rồi tối ngày nằm vậy thôi đó hả? Rồi cơm nước này kia thì cô nấu. Tôi nấu. Dạ. Ăn cháo hôm qua nè, ăn cháo. Dạ, là cô còn nói chuyện được không cô? Được. Được nha. Dạ. Rồi cô là bị bệnh gì để con hỏi thăm cô. Cô bị bệnh gì cô? Mới đầu bên mà nhà thương bú thì nó nói bú này nó hành. Dạ. Rồi về đây thì đi siêu âm thì nó bị khối u. Dạ. Nghe chứng á. Nghe đúng chứng. Khối u, bị khối u. Một cái bú rồi giờ là cô có đau hay gì không cô? Nó không có đau gì hết trơn á, bình thường mà sao mà sao nó phì lên dữ vậy? Mới có chừng tháng này đó mà giờ ốm gì đó. Đó cô sẽ nằm mấy ký thôi đó, mà mới chừng tháng này ốm gì đó. À trong vòng tháng mà rút gì đó cô? Ừ. Rồi cô dò cắn nữa nha. Đi đâu được. Không có đi được. Đi nhẹ, lững thững lững thững. Hiện giờ là cô ở đây hay là em? Hả? Em hiện nhà giờ ai chị. Đang ở đây chăm sóc cho tôi? Cô chị bữa nay không có đi bắt ốc gì hả cô hả? Bắt ốc sáng rồi. Được nhiều không cô? Được 30 kg. Ngày 30 kg. Rồi ốc gì cô? Ốc bu vàng. Dạ. Vàng 30 kg bán được nhiêu tiền cô hả? Ký 13.000. Ký 1.300 chứ. Ký 1.300. 30 kg thì được ba mấy ngàn, 39.000. Ờ, 39 mấy ngàn. Đi mua cá. Mua cá. Được rồi. Phải nấu cơm. Đi hôm gạo thì đi móc lúa đó. Gạo móc lúa. Tôi móc lúa gạo. Gạo thì móc lúa. Ai cho? Ai mới cho bịch gạo đó? Mà ông bẻ đầy. À, mới cho được bịch gạo ha. Gõ xả cho một thùng mì với một bịch gạo. Dạ. Ở nhà có hai chị em thôi, cô hai cô ở thôi. Ừ. Bên nhà là bên nhà. Còn giờ là bác sĩ đó bữa giờ là mình có đi khám gì chưa cô? Có đi khám gì chưa? Mới siêu âm mà. Siêu âm ở bệnh viện Trăng hả? Nó đau cái bụng này nè, nó ra huyết á, rồi cô đi siêu âm thì nó nói bị khối u ngay từ đường chính. Siêu âm ở huyện ha? Có cái giấy này tôi lấy nhận. Ờ, ở huyện. Sao cô không đi ra thành phố rồi siêu âm lại coi sao? Không có tiền thôi thì con hơn. Có tiền hả? Mình có bảo hiểm gì không cô? Có bảo hiểm có. Có bảo hiểm. Mua ở chẵn lắm. Người ta mua cho anh đó. Có bảo hiểm cũng đỡ, không có tốn nhiều tiền. Người ta cũng mua cho. Dạ. Về đây chỉ đi khám là biết gì thôi chứ cũng không có tiền mà để ra bệnh viện lớn để nằm ha. Dạ. Rồi bác sĩ có nói là cái hướng điều trị như thế nào không cô? Không biết, cái bác sĩ nói mổ không được gì đó. Trời ơi gì kia. Mổ nguy hiểm hả?
Còn bác sĩ ở nhà thương thì nó nói mổ được, còn bác sĩ tư ở ngoài thì nó ta nó không dám mổ. Ừ, nó không dám mổ. Rồi sao trời? Bác sĩ không có nói cái hướng điều trị như thế nào nữa hả con? Phải đi mổ. Cũng có, còn nói mổ mới hết. Phải đi mổ mới hết. Mọi người nói là mổ không được, nguy hiểm. Mổ là nguy hiểm. Nên cô phải đi ra bệnh viện lớn á, để cô khám lại coi sao. Thì để coi cái hướng điều trị của bác sĩ như thế nào. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi? 58 rồi. 58 rồi. Rồi cô có mấy người con? Hai thằng trai con. Lớn chưa cô? Thằng ba mấy, thằng hai mấy rồi mà không có nhờ được đồng. Có gia đình hết rồi? Chưa có ai có gia đình đó. Vậy mà không có lo cho mẹ được? Nó ăn, nó nhậu không? Trời ơi. Trời ơi. Con cái gì kì? Ăn nhậu không à? Dạ, nó ăn nhậu không? Rồi cô có điện nói không? Đâu có điện hỏi thăm nữa. Cắt cái cô để. Về tới giờ không có điện hỏi thăm hỏi gì chứ. Cô cũng điện lên nói cái tình trạng của mẹ bị gì đó. Thì hồi đó thì ở chung với thằng nhỏ đó, đi bán vé số đó, nuôi nó nữa đó. À, ở chung rồi đi bán vé số nuôi con. Ừ. Mà tới giờ mẹ bệnh nằm như thế này thì không hỏi thăm luôn. Ít nhất cũng phải, nếu như không về thăm thì cũng phải gửi tiền. Ừ. Gửi tiền về cho mẹ để mẹ đi trị bệnh chứ. Để đợi mà, để mẹ như vậy đâu có được. Nó ăn nó không qua mà chú ơi, nó cảm ơn gì đó. Trời ơi. Hiện tại giờ cô con của cô là đang ở đâu? Nó ở mà Đồng Nai á. Ở Đồng Nai hả? Ừ. Thật sự tụi con mà vô thăm á, nhìn đó. Cô nằm như thế này, cái cảnh mà tụi con sót nữa chứ đừng có nói mà làm, những cái đứa con của cô á. Nó nghỉ liên tục 3-4 ngày cái người ta đuổi, công ty đuổi. Dạ. Mặn thì nó nghỉ 2-3 ngày cái công ty đuổi gì đó. Phải có mặn đâu vậy. Do thất nghiệp đó, nên là cũng không có tiền để gửi gì cho cô ha. Ừ. Nào giờ nào cũng không giờ điện đó. Luôn. Ừ. Không nào điện hỏi thăm mẹ luôn. Không cho cô đồng bạc nào đâu. Trời ơi con gì đâu mà ngộ. Có tiền nhiều là ăn chơi hết trơn luôn. Ăn chơi hết trơn, đá gà trên mạng đâu không. Trời, trời đất ơi. Đá gà. Ừ. Trong khi chơi, đó thì mẹ mình nằm. Ừ chơi trò chơi rồi trong điện thoại. À. Trong khi mẹ mình đang nằm giống như là nằm chờ đợi từng ngày. Đau đớn từng ngày như vậy nè mà không lo. Có nhiều tiền thì cứ đắm chìm vô mấy cái mấy cái đó chơi đó không đó. Như bệnh của cô là phải đi tuyến trên mới có kết. Đúng rồi, phải đi bệnh viện tỉnh. Bởi không có tiền mà tôi mới không có đi tuyến trên được. Đây cô bắt ốc nè. Như vậy biết chừng nào mà đủ tiền mà đi. Ngày có mấy chục ngàn. Ở chứng viện lên cộng đồng. Có giúp gì được thì giúp tôi chở đi. Sao cô biết? Sao cô biết đăng lên rồi có mình Thường Quân giúp hả? Dạ, thì được biết vậy tôi cũng coi điện thoại hàng ngày mà. Nên vậy cô có nhờ hàng xóm là giới thiệu tụi con đến để chia sẻ. Tụi con hàng ngày luôn mà. Cô có biết là cũng tùy duyên thôi thôi cô. Tùy duyên. Chứ không phải là hoàn cảnh nào quý nhà hảo tâm cũng giúp. Cũng tùy duyên, mà giống như mình Thường Quân thương rồi mới giúp đỡ á. Nhưng mà điều con thấy điều mà khẩn cấp nhất bây giờ là phải đưa cô đi bệnh viện. Lên tiếng trên để khám coi như thế nào á, chứ mà để nằm ở nhà như vậy thì cũng không phải là cách. Để càng ngày càng nặng á. Mà nếu mà cô mà đi bệnh viện thì ai là người đưa cô đi vậy? Tôi. Cô đưa luôn. Phải đưa bệnh viện Sóc Trăng hả cô hả? Bệnh viện Sóc Trăng. Chị mà chị phụ. Phải về đây là chị nấu cơm nấu nước rồi cho cô ăn. Giặt đồ, giặt đồ, tới giặt đồ không nổi luôn đi. Giặt đồ này kia. Rửa chén không nổi luôn. Ai mua sữa cho cô cũng vậy? Ủa ai cho tiền vậy? Bà ở ấp. Lại cho tiền. Thương không? Lại cho 50 ngàn kìa nha. Nói tới mà cảm xúc của cô mất không phải. Điều đang nói nhất là những cái người con trai á, con tưởng là có gia đình thì cũng có cháu có đồ rồi nên là không có lo cho cô được á. Nhưng mà đằng này thì chưa có vợ nữa. Chưa. Ba mấy tuổi cũng chưa có vợ. Tại sao không lo cho mẹ được phần nào á? Không ít thì nhiều, ví dụ khó khăn thì cũng ít chút đỉnh cũng được. Không có điện về hỏi thăm cô luôn hả? Chứ giờ không lẽ cứ để mẹ như vậy. Mà ăn đủ ăn nhậu. Thằng phải nhậu, thằng phải chơi. Không có về thăm gì vậy. Không. Rồi ông xã thì cũng nghe nói là thôi lâu rồi. Rồi sáng giờ cô ăn uống được gì chưa? Ăn cháo. Ăn cháo hả? Nấu cháo ăn hả cô? Cháo ăn. Cháo trắng hả? Không vô. Bởi vì người bệnh ăn uống được. Đúng rồi. Ăn không được cái rồi mất sức á. Bác sĩ là kêu phải lên bệnh viện lớn để mổ hả cô ạ? Khám rồi mổ. Rồi bác sĩ có nói cô bị bệnh gì khác nữa không cô? Không có siêu âm á. Tại vì nó bú này không nè. Thì
rồi tới chừng nó ra huyết á, nó ra bụng cái tôi xa nào qua đi ra đây chưa ăn mà nó ra máu. Ra máu hoài luôn. Ra máu. Tôi mới đi chưa ăn, rồi bác sĩ đó nó mới nói tại bị khối u trong trứng. Khối u trong đó nên nó giống như nó có cái bệnh ở trong đó. Nên nó làm cho mình ra máu hoài luôn. Rồi cái bệnh này cũng khá là nguy hiểm. Đúng rồi, bệnh này phải điều trị kịp thời. Cô đi khám bệnh là bữa giờ là lâu chưa? Cái giấy mới là hôm nãy qua. Mới hôm qua. Người ta nâu phiên mình là phải đi bệnh viện trên, mình không có tiền rồi đưa về tiếp. Đi bệnh viện trên. Rồi, con coi cô. À, đi chụp hình đó ha. Đi siêu âm. Siêu âm. Biết cô mấy năm trước cũng mổ u sơ tử cung đó. Lắc hết luôn. Khối u nè. Cái này kết luận khối u. Vậy là cô mới phát hiện cái bệnh này mới đây thôi. Mới hôm qua. Tỷ nó ra huyết hoài, cô không biết. Nó bị ra máu. Nó ra bụng đây nè, nó ra bụng cái này hoài. Dạ. Chính là hộp một bú không. Mình đi bệnh viện ở đây thì nó không có tốn tiền nhiều, nó có bảo hiểm á, nhưng mà nó không có hay. Không hay. Mới biết kết quả chính xác được. Bây giờ là ngoài phần đau bụng rồi cô, cái cổ cô, cái bú này kia sao? Đâu có ngước nên coi bú được. Hoặc là ăn cơm nuốt không được. Nuốt thấy to lắm luôn á. Ít bự lắm. Em ngồi nổi em ngồi coi. Cố gắng ngồi dậy cho con chút xíu coi, con coi xem cái bú coi. Rồi bác sĩ có nói là bú này mổ được. Đợi đợi giùm con cô. Được. Bác sĩ nói bú này mổ được hả? Bú hiền không cô? Mà bây giờ thì nó làm đỡ nó ấy lên. Hồi đó là hiền mà bây giờ nó làm độc lên. Dạ, nó làm độc, giờ làm độc lên hả? Ừ. Này làm bị mấy năm rồi cô? Mới con tháng này đó. Mới con tháng mới lên cổ vậy đó. Bổ cú cổ này thì 20 mấy năm rồi. Dạ, mà chưa có đâu, cái lúc ban đầu mà phát hiện ra cô không đi chữa đi sớm. Không có tiền, con mổ đòi mổ 10 triệu đó hồi đó đó, cô không có tiền cái chụp. Dạ, cái bị u sơ tử cung. Lâu rồi. Thì lắc tử cung luôn, rồi để tiền lắc tử cung luôn đó đâu. Bây giờ là nó bự ra rồi, hết trơn cái cổ. Dạ, nó bự ra, về ăn cơm mà ít được chứ ăn nhiều quá nghẹt. Ăn nhiều đó là nuốt không được. Nuốt không được luôn. Nhưng mà nó chèn cái làm cho đường hô hấp mình nó nhỏ lại đúng không cô? Nuốt không được. Cô ngước lên coi coi, còn giờ nó bự lắm luôn á cả nhà. Nó bự là hai cục. Nó bự lắm luôn. Có cái nào gì đó. Này nó còn giống như là nó còn phát triển, nó còn bự nữa đó. Còn bự nữa. Nếu mà không có điều trị kịp thời đó là nó bự nữa. Cái này chắc bác sĩ lên bác sĩ khám cho bác sĩ vô thuốc quá. Giờ con của cô là ở chỗ nó hay không? Có hay không? Có, hay á, cô về ở với nó, cô về đó. Có hay mẹ bệnh nằm dưới này như vậy không? Hay á, mà nó không về thăm đi á. Không về thăm luôn. Không điện luôn. Không điện luôn. Tôi nói về đây nhờ chị hai này không con. Tôi nói rồi mà con mà mẹ mà có bệnh gì chết á. Sống thì ta nuôi được, chết á thì ta không cho hai đứa mày. Dạ. Cô ngồi xét vô con. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô nói vậy, cô giận, cô nói vậy á ha. Giận. Không cho hai. Không con đâu mà sao mà bắt thiếu quá. Chứ giờ không lẽ đợi mẹ mất rồi mới về hay sao? Giờ mẹ bệnh như vậy về. Trời ơi, hồi đó tới giờ đó con có cho tiền cho bạc đâu, hồi đó tới giờ luôn á. Bắt cô làm phải nuôi lại ngược lại nuôi lại ngược lại nó nữa đó. Thì bán cái số để thì bán cái số. Con gì đâu. Có khi đi té rồi xỉu rồi người ta đưa đi nhà thương giùm. Té mà mấy đồ gói gì đó. Cái đầu con sao u mấy cục có sao mà. Té cậu tắm á. Bây giờ cái mong muốn mà lớn nhất của cô là gì? Cô tên gì con? Tên Nhiên. Cô Nhiên. Mong muốn lớn nhất của cô hiện giờ là như thế nào? Mổ rồi cho hết năng khỏe mạnh năng đi làm ăn rồi này kia. Chắc cô cũng không mong gì nữa, sống ngày nào hay ngày nấy vậy thôi. Mong muốn của cô là muốn đi mổ cho hết. Rồi đi làm kiếm tiền để sinh sống thôi. Chứ về đây giống như thấy chị mà giống như cái gánh nặng á, cũng buồn lắm đúng không cô? Là bắt ốc hằng ngày. Đó vậy đâu có cho tiền cho bạc gì bả đâu, giờ bả nuôi á. Chứ ruột thịt mà sao bỏ được. Dễ gì. Đâu có bỏ được. Bây giờ là cũng như là hai chị em hữu hỷ. Có cơm ăn cơm, cháu ăn cháu vậy đó. Có gì ăn thì tôi mua. Cô bác ở xóm nè. Dạ. Có gì cho cá. Chỗ này chỗ nọ. Dạ.
nhà có chị hai ba mạnh cũng đỡ đó. Người ta kêu áo quất nãy mua chém nó cầu thèm nó cầu tôi kiếm nó chân ba nó chân nó bị tú luôn mà không có gần quất nó đi đâu gì gặp mua chén cầu thua đó. Dạ nó thèm à, thèm hả? Ừ. Cúng nó đang cúng hả cô? Không có để đó cho nó thèm ăn cầu thèm cá lóc hấp nữa. Người thằng em hồi nó đem cá lóc lại cho. Chúng đây hàng xóm thì cũng cho cái này cái kia. Bà cho... con thôi mà. Cô ở trong đó cô ở với ai? Hai chồng. Hai vợ chồng. Hai chồng với hai đứa cháu. Ba đứa cháu ngoại. Dạ. Cái căn nhà này là có mình cô này ở hả cô? Bà già. Mình ơi nè. Người chị đi thành phố rồi, bà làm thành phố. Dạ. Người bắt bỏ ở nhà. Tối ngủ cũng có mình thôi. Bà này bắt đi lên xuống, chị á. Bắt lên xuống bà con. Có chị cô đây lên chạy lên chạy xuống. Tối cô ngủ của mình nên nhưng khi tôi ngủ với nó nhờ phải có người ngủ mới được tại cô để làm mệt bác tử bằng đêm á. Dạ. Làm mệt bác tử bằng đêm mà cái không hay bà đó bà cũng nghèo khổ chết rồi bà em út gì rồi bỏ đâu giờ nuôi ba đứa cháu nữa. Dạ. Cô là gì cô là gì với... chị em bằng gì với chị ý cô cậu chứ nhà tôi ở bên sông nhà bên sông. Cô có biết là khi mình đi vào bệnh viện mình mổ gì chi phí như thế nào không cô? Bác sĩ nói chắc nhiều. Lớn đó, bác sĩ nói tới 30 triệu gì đó. Mổ là tới 30 triệu. Ừ. Nhưng mà cái này là bệnh viện huyện nói nha. Ở thành phố. Thành phố nói. Chỗ ở Chợ Rẫy, chợ ông Bú. À. Bệnh viện Bú. Mà có bảo hiểm đó, đó. Mà tốn tiền như vậy hả? Ừ. Trời ơi, số tiền cũng khá là lớn. Rồi mới về là không có tiền rồi mới về đó. À là khám trên kia là không có tiền. Là lúc trước cô ở trên kia rồi cô đi khám luôn. Đi khám mình ta cho tiền đó con, người ta cho 2 triệu đi khám. Dạ, người ta cho tiền mình đi khám. Người ta thấy bệnh gì đó, người ta tội nghiệp, người ta cho 2 triệu đi khám. Là lúc đó là mình chưa có phát hiện cái căn bệnh. Chưa có phát hiện ở trong bụng ở chảnh siêu âm sao kỳ. Mổ cái bú không á? Chỉ bú không á? Cái bú là bú hiền nhưng mình để lâu ngày thì nó càng ngày càng to. Còn quan trọng là cái bệnh kia. Đấy đó. Bệnh kia nó phát lên thì cô mới mệt. Mới đau đúng không cô? Đau với này nè. Bên kia thì người ta nói là bữa nãy cô nói là sao? Điều trị sao? Uống thuốc hay như thế nào cô? Kêu uống thuốc. Chứ không có cách nào trị sao? Thì nó có tiền thì cũng mổ được mà mổ... Cũng mổ luôn hả? Yếu, yếu mổ không nổi. Yếu mổ không nổi. Rồi, yếu sao mổ được không còn. Rồi, vừa mổ 2-3 cái mà mổ không thì sao chịu nổi. Bởi vì... Mổ là mổ từng cái. Mổ từng đợt. Dạ. Bú rồi cũng phải mổ. Đúng rồi. Trước tiên là mổ cái vấn đề bú trước nè. Đi ăn uống nó ngại bự rồi nó lúc vừa mới nó chèn ép là khỏi ăn uống. Mới cân tháng mà ốm gì nữa. Rồi đó mập lắm á mà mới cân tháng. Phát bệnh ra đây 1 tháng thôi. Ừ mới 1 tháng thôi. Mà cái chi phí thì nghe bác sĩ nói thì cũng khá là cao. Khá là cao. Cao. Bởi vì cô đâu có khả năng đâu, cô đi về đây. Cũng cầu mai thì anh em đăng lên thì cũng nhờ tâm thương và giúp thôi chứ tụi con cũng không có hứa và cũng không có ăn cái gì hết nha cô nha. Đâu mình đâu mình không có nói vậy. Dạ. Mình đăng lên cho cộng đồng thương thì giúp. Dạ. Cái duyên thì tùy giúp. Duyên. Thì biết đâu cô gặp một cái duyên nào đó. Nó mổ được thôi. Còn cái đó là những phần mổ bú á, còn cái phần kia nữa phải điều trị cái kia nữa. Ở kia thì cô nó yếu rồi mổ rồi nguy hiểm nè. Kia mình uống thuốc từ từ. Cái kia thì có thể cô trước mà là cô có uống bạc hà núi rồi. Có đủ thứ hết trơn á, rồi bông lu đủ gì nè, lá dạ. Lu đủ gì. Lau đủ. Ai bà gì cũng có uống hết trơn. Dạ. Mà không bớt hả cô? Không, hả? Không bớt. Uống thời gian dài không cô? Uống cả 2-3 tháng. 2-3 tháng. Ừ. Không bớt rồi mình nghỉ uống luôn. Không bớt rồi thế nghỉ uống rồi uống cái ngày nó càng ngày chóng mặt á. Nó hành mình lên nữa thêm nó chóng mặt. Dạ. Chóng mặt thì cô mới nghỉ uống. Dạ. Thương quá cả nhà. Nó xây sẩm mặt mày vậy đó, đi bán vé số xây sẩm mặt mày té hoài. Cô ngồi vậy cô có mệt không? Mệt thì nằm cũng nhé. Mệt. Mệt thì cũng nằm cho khỏe thôi. Như lâu lâu cái nó mệt lên khó thở, dạ. Muốn thở. Hồi trước khi mà phát bệnh đó là cô ở Sài Gòn. Ở Đồng Nai. Đồng Nai. Ngoài cái công việc bán vé số thì cô còn làm gì khác không? Không, bán vé số. Hồi đó thì làm công ty cái người ta công nhân nó nghỉ hết á. Dạ. Thắt không có đi xuất hàng được á, cái dạ. Cho công nhân nghỉ cái nó cho cô nghỉ. Dạ. Rồi mới xây qua bán vé số. Dạ. Là cái thời điểm đó lâu chưa cô? Lâu rồi cũng 2 năm rồi.
2 năm. Bán vé số 2 năm à. Giờ trước mắt là mình phải bồi bổ vô, có ăn uống vô, có sức khỏe. Sức khỏe rồi mình mới đi điều trị bệnh được. Thì ăn cháo gì cô? Sáng ăn cháo gì? Cháo trắng. Cháo trắng với gì? Với tép. Với tép hả? Ừ. Xong nấu cháo thịt, cháo cá lóc gì đó ăn cho bổ. Tép với mấy chị em gặp vấn cho chị dâu. Chị đi đám ma của chị dâu ở bên kia đó. Rồi đâu được làm. Người ta cho tép hả cô? Ừ, đây nè, chị em ở bên đây nè, đặt vấn người ta cho tép. Cháu. Cho, chứ cô bắt ốc 30 kg ốc đâu phải đơn giản 30 kg mà ngày có nhiêu tiền đâu rồi mua được cái gì? Mua được cái gì cô? Tôi muốn thịt đâu, muốn ăn thịt thì tôi mua thịt cho cô. À. Rồi. Thương quá vậy. Cái nhà thì không có gì đáng giá chứ. Có gì đáng giá. Rồi khi mà trời mưa rồi sao ngủ cô? Ở đây là cái mưa tạt nè. Tại ổng mà ổng chầm lá rồi kìa. Chầm lá hả? Chầm lá rồi treo lên. Treo lên. Chứ con thấy cái này mưa cái lỗ này là tạt xì. Cái máy tôn thôi, còn hai bên thì lá không. Phía đằng sau là gì cô? Nhà buồn hả? Nhà sau đó. Đâu con đi dưới được không? Được. Cô nằm đi, cô mệt, cô nằm đi, con vậy sao còn tệ. Cái đất này là sao con nhà sao cái ngập. Phải cháu coi nè cả nhà. Nằm là gì đó hả? Ngập tới đây luôn. Xịn không à? Xịn không à. Đâu đi coi, đi con thăm cái căn nhà của mình cái. Bồi lấp nè, đừng cho đừng có ngập chứ mà ở. Để đi vô cô. Rồi, đây chỗ toilet tắm rửa đó hả? Tắm rửa thêm một toilet. Rồi được rồi cô. Má có đi nổi rồi tắm rửa, tôi kè gì dưới tắm rửa. Kè, trời ơi, phải kè dưới tắm rửa. Kè dưới tắm rửa, rồi thằng cháu ngoại nó mới ginh bả lên. Trời ơi. Kè lên đây. Ở gì cháu ngoại? Có cháu ngoại hả? Cháu ngoại tôi. Tụi cô có hai thằng trai chưa có gia đình mà có cháu ngoại. Cháu ngoại tôi ạ. Trong bộ một cái bếp ga mini kìa. Cũng có dầu. Có nồi đây nè, mà bà có nấu ăn gì được gì đâu. Dạ. Đâu đi được đâu nấu. Dạ. Rồi tôi đem gì dưới tôi nấu, bưng lên cho ăn. Không có kè gì dưới. Vậy thôi. Nguyễn cầu tiêu ỉa thì kè gì dưới. Kè dưới thì ỉa nên thì lọt cầu tiêu. Gì ghê vậy? Cho ỉa bô, lọt cầu tiêu rồi đó. Ủa té cầu tiêu luôn hả? Ừ. Trời ơi. Hồi nào? Ủa? Ủa gì mình lên trước đi con. Sao té? Ỉa. Cái giò yếu quá. Dạ. Rồi. Bước không được. Cầu khỉ hả? Đi cầu. Cầu đầu hả con? Trời ơi. Rồi đi cả nhà. Cái cầu nguyên thoại ngày xưa con. Ừ. Thường đó, mấy cô đến, mấy cô đó là cũng bà con. Sớm. Sớm ha. Sớm. Thấy anh em đến cũng. Cũng thường. Thường cũng cho này cái kia ăn ha. Cho dạ. Thường cô quá. Dạ, nhỏ này là mua trái măng cầu cho. Cho trái măng cầu. Là cô thèm cái gì thì mua ăn nấy ha. Và sữa là con thấy mua mấy hộp sữa là của ai mua? Mua cho em uống hả? Uống chỗ này không hả cô? Chưa biết. Không có khỏe. Dạ. Sao cô? Đói hả? Đói thì mình uống. Sáng giờ ăn cháo không vậy rồi sao no? Uống sữa, mới uống sữa. Uống sữa này thêm. Ăn hai quận cháo. Dạ. Uống sữa mới uống hộp sữa. Dạ, mới uống hộp sữa ha. Ừ, để tối cái đói á, nó là nó bụng cái nó khó chịu dữ lắm, chịu không nổi. Dạ, đi đâu cũng phải có người kè, chứ đi một mình ở té cái là khổ nữa. Nhà thấy khổ không cả nhà, trong khi giờ nằm như vậy, cô nằm đi, như đi vậy. Đi lần lần dắt rồi lần ra chơi đái vậy đó thì cũng quỵ xuống đó luôn, đâu có lên nổi. Dạ. Bây giờ hai cái giò cô quá ốm luôn. Ngồi lên không nổi. Cô không lấy cái mền nó lót cho cô. Nó có chổi ra, chổi ra, cái tay mới lên nổi. Dạ. Chứ mà không lên nổi. Dạ. Chổi lên ha. Ừ. Nó ốm quá, chân khu nó lồi lên nằm vậy đau. Trời ơi. Rồi mình đi khám vậy rồi người ta đưa thuốc về cho mình uống hả cô hả? Ừ. Uống thấy bớt không? Uống rồi cũng đỡ. Rồi nó có còn... Nó không có chất bao nữa. Nó có còn ra máu nữa không cô? Niệm nhà hết rồi. Vậy đỡ ha, có thuốc thì nó đỡ ha. Có thuốc thì nó đỡ. Nó cũng đỡ đau, có thuốc. Đỡ cũng... đau. Dạ. Thương quá. Ngồi nó đau, cái nó khó chịu gì nè. Cái ngọt muốn thở không nổi luôn. Dạ. Con người đến thì nghe cái tin thì cũng rất khẩn cấp, cũng đến để hỏi thăm gia đình coi như thế nào. Cũng chia sẻ lên, cũng hy vọng thì kết nối được nhà hảo tâm.
Thì anh em con đến hôm nay thì con cũng xin chích một ít quỹ ha, ít quỹ để gửi cho cô để lo mua này kia, thuốc đồ thêm cho cô ha, cô ha. Cô Nhiên hả? Cô Nhiên. À, cô Nhiên. Ở đây là Mỹ Tú hả cô hả? Mỹ Tú. Mỹ Tú Sóc Trăng. Cô có hai người con nhưng mà cũng ở xa rồi cũng không có lo được gì hết. Bây giờ cô nằm bị trận nữa cả nhà. Thì hôm nay anh em đến thăm thì qua kênh Bagina thì cũng xin trích một ít quỹ của nhà hảo tâm á. Thì đầu tiên thì có cô Phan Úc ở Mỹ con là 500.000. Và chị Đinh Thị Hà ở Texas là 500. Anh Khánh, chị Liễu, Việt Kiều Úc là 500. Chú Dân, cô Hồng, Việt Kiều Mỹ là 500 ha. Là tổng số tiền là 2 triệu ha. Con gửi gia đình mình 2 triệu ha. Dạ. Cô mua cái gì đó hay là mua sữa gì đó thêm cho cô Nhiên nha con nha. Đâu cho năng bổ vô lận cho. Có sức cái đi. Đây mua sữa anh xua đi cho uống nè. Sữa anh xua, mất tiền. Dạ. Dạ. À. Con gửi cô ha. Cô nhận được không? Cô nhận được không? Đây cô nhận cả. Cảm ơn cộng đồng. Cảm ơn chú. Cảm ơn bà. Cảm ơn Mạnh Quân. Mạnh Quân nha, cảm ơn Mạnh Quân nhiều nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ. Chắc cô có mong muốn là đứa con về lo cho cô không? Nó không về đâu chú. Không về, thí dụ như tụi con đăng lên thì nó không con có tiền, nó không có về. Không tiền không về luôn. Ừ. Tiền bạc đâu có quan trọng bằng mẹ đâu. Ừ, mà nó không có tiền, nó không về. Không. Cô quá cô à, ăn nhậu không mà làm gì có tiền. À. Cô cố gắng ha, gửi tiền rồi dạ. Đưa cho cô nè để cô mua cái gì đó. Dạ, cảm ơn mình cho... nhiều nha, dạ. Cảm ơn nhiều với mấy chú. Cô cố gắng nha cô tin dạ. Cô thứ mấy? Thu, Lê Thị Thu, thứ hai. Cô Thu ha. Kêu cô Thu là anh biết hả hay kêu cô Thu bắt ốc hả? À kêu cô không? À kêu Thu. Ngày bắt ba cho ngày bắt 30 ký ốc là không thấy là dữ lắm á. Chạy đi, nó có đồng nào đỡ đồng nấy dạ. Mua đồ ăn. Trời ơi. Ba dữ lắm mà. Ký ngàn mấy? Đừng mọc lúa. Mọc lúa nữa? Cô nhiều nhiều nghề quá vậy? Vậy chứ nghèo mà nó không có tiền à? Dạ. Để dành trà. Cũng nhiều nghề quá ha. Giang đồng tâm. Gì? Giang lưới. Giang lưới nữa hả? Ủa, cô biết lội sông không cô? Biết. Ở nhà cô là phía trong, là nhà bự hơn không? Có nhà lầu không? Ủa nhà biệt thự trong hả? Ờ, biệt thự. Đâu mà cô cứ ghé cho con nhìn cái nhà cái coi, đứng ngoài nhìn vô nhà coi. Bắt ốc thường tao nói bắt ốc bán tiền nhiều lắm. Đại gia không á? Thì cô cũng cố gắng nha cô nha. Dạ. Người ta trên vô bắn thương vốn rồi ở. Mạnh Thường Quân với cảm ơn mấy chú nhiều nha. Dạ dạ. Cô Nhiên nghỉ ngơi nha. Đừng có dạ. Buồn. Cán nghỉ ngơi ăn uống nhiều vô thì mới khỏe lại được nha. Dạ. Tụi con đây là cái số tiền tuy không có lớn nhưng mà cũng là tấm lòng của cái nhà hảo tâm á. Dạ. Gửi qua kênh của anh em đi để khi mà đi gặp trường hợp nào đặc biệt thì cũng trích ra một phần để gửi cho hoàn cảnh á. Nha cô nha. Dạ. Rồi con chào cô nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Thường Quân nha. Cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Chào cô nha. Con giữ gìn sức khỏe nha cô Nhiên ơi. Dạ con xin phép. Sự thì qua video thì cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý nhà hảo tâm. Cũng gửi lời thay gửi lời cộng đồng mạng. Dạ. Anh Thường Quân. Dạ. Với mấy cậu đó giúp giùm cho nó mổ giùm nó sống đời sống cho nó sống. Đặng nó sống mặn nó ăn ơn á. Dạ. Con quá. Đâu cô dắt con ra đâu xem cái đường nhà cô đâu. Con về luôn nha cô. Kìa đó có tiền nữa kìa, ai cho tiền kìa, lấy cất nha cô nha. Cất tiền, ai cho 50.000 nữa nha. Dạ. Dạ. Mấy cô đứng ngoài. Cô. Ở nhà cô đâu? Ở nhà to dữ vậy. Ở đứng đây được rồi, đứng đây được rồi, con không vô trong. Thôi con chung. Cái gì năm cái mã trước? Mã này mã ông già bà già. Dạ. Rồi mã cậu, mã ngoại bà ngoại. Trời ơi. Nhiều mã rồi. Mã ông bà ha, chôn trước đằng trước luôn. Kiểu rồi đó cũng như người khổ, người lìa bà là tôi ở vậy. Lìa bà có ngồi lắp ở thôi. Rồi đó sống người lắp biết rồi thành cái nền cao lên vậy ha. Cao cất nhà ở. Bà già cho. Rồi có trồng lúa trong gì không cô? Không, có công nào. Đi móc lúa nè. Móc lúa. Móc được mấy bao? Rồi cô sống với ai? Con. Hai chồng. Con nó nghe con thì cũng lâu lâu tháng tới tháng cũng gửi tiền xài. Dạ. Rồi đóng tiền điện, rồi đóng tiền nước thay, đủ thứ. Đó đủ thứ.
cũng đỡ ha, cũng có con có lo cũng đỡ ha, đỡ dạ. Cũng đỡ tôi nó đỡ rồi tôi nhà cũng đẹp quá chừng đó. Bắt ốc, bắt ốc xây nhà đúng không cô ạ? Bắt ốc xây nhà luôn. Thôi đi lên coi. Bắt ốc xây nhà, cảm ơn nhiều quá. Cô rất là mừng. Anh em đến một người trợ duyên được phần nào á, nhưng mà cũng cho cô có tiền mua thuốc men cũng như là mua đồ ăn cho cô. Cho tiền cho cá, cho bọng vừa ăn các bạn. Dạ. Đúng rồi, quan trọng là phải bổ bổ vô trước. Còn có chuyện mà có tiền Mạnh Thường Quân giúp hay không thì cái đó thì cũng chưa có biết được. Tụi con cũng tùy duyên thôi, tụi con đến rồi cũng như là có cái lòng đến để quay thôi, chứ thật chất thì con chưa có biết điều gì hết trơn á. Dạ, con ha. Cho được vậy thì cũng quý rồi, tụi mình chết luôn rồi trời. Nên cũng đừng có chờ trông vô con quá. Có tin gì thì con cho hay thôi, chứ đừng có chờ trông và cũng sợ là gia đình mà đặt niềm tin vào mình quá mình lại làm gia đình thất vọng á. Dạ. Nghe cô ha. Dạ. Giúp nó. Được phần nào thì hay phần nấy ha. Phần nào hay phần nấy. Dạ dạ. Chứ tôi không có trồng tầm mâm mà để cho cộng đồng mà để ăn chờ mà ăn đâu có. Dạ dạ. Tôi nào giờ tôi mấy chục tuổi rồi. Dạ. Dạ cô. Cái nhà đó cô nằm phía trong đó, cái nhà đó, cái nhà thấy không? Thì bây giờ chắc em cũng chuẩn bị đi về cái nhà, trời sáng giờ mưa quá cô ha. Rồi cũng chuẩn bị mưa nữa nè cái nhà. Thì cũng xin qua video cũng xin chúc quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân có thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật bình an ở trong cuộc sống. Giờ chắc cho phép em tạm khép video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.